Chào tất cả các bạn, mình tên là Nguyễn Đức Toàn, mình đang là học sinh lớp 12 của trường Nguyễn Thái Bình. Dự định của mình qua bên Mỹ là mình sẽ học trường Spokane Community College. Mình sẽ học theo chương trình Complete High School. Sáng nay mình vừa phỏng vấn đậu thì mình cũng có một vài điều muốn chia sẻ với các bạn. Như là buổi phỏng vấn hôm nay của mình thì kéo dài cũng cỡ 10 phút. Nhưng mà mấy câu hỏi ở lãnh sự quán hôm nay thì mình cũng thấy là không có khó lắm, bởi vì đã được các anh chị ở Tân Đại Dương, anh Khôi, chị An đã chỉ cho mình hết cách trả lời rồi. Nên mình cũng thấy rất thoải mái khi bước vào phỏng vấn hôm nay. Chúng mình cũng không áp lực gì hết, nên mình có khuyên với các bạn là nếu đi phỏng vấn thì đừng có tự tạo áp lực cho bản thân, cứ thoải mái thì trả lời suôn sẻ thôi. Cuối cùng mình nói là nếu bạn nào muốn có như là muốn được tư vấn thì nên đến với các anh chị ở Tân Đại Dương, các anh chị cũng rất là thân thiện, chỉ mình rất là tận tình để mình có thể hoàn thành tốt buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Cũng có điều quan trọng đó là nếu mà các bạn phỏng vấn thì các bạn cũng nên nói lớn một chút để có thể nghe rõ hơn, tại vì trong đó thì có cái kiến ngăn cách giữa mình và người phỏng vấn nên mình cũng nên nói lớn. Mình xin chào các bạn và chúc các bạn may mắn trong buổi phỏng vấn của các bạn. Nếu có dịp thì hẹn các bạn ở Mỹ.